Xin chào mọi người, hôm nay Yến đã có mặt tại Bà Rịa Vũng Tàu nha mọi người. Thì bây giờ Yến mới có thể mà có thời gian làm clip cho mọi người, là sáng giờ đông khách quá luôn á. Bây giờ bớt bớt rồi Yến sẽ làm clip cho mọi người. Thì hôm nay team Dragon Việt Nam đã có mặt tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Thì địa điểm nó sẽ nằm ở 642 Cách Mạng 88. Rồi hôm nay Yến sẽ làm cà phê ở Pháp nha. Nhà camera quay Pháp Pháp cà phê, nó nằm ở cái đường cũng lớn lắm. Đường Hùng Vương hay là đường gì đây nè. Đường Cách Mạng 88. Nhưng mà khúc này là nó sẽ nằm ở giao lộ nè. Đó, dành cho anh em mà muốn test drive nha. Rất là đông xe luôn. Hiện tại bây giờ bên Yến nó có là có Triumph. Thì Triumph hiện tại tụi em Yến có là Trident, Pitching 900, SRAM L400X. Và có đặc biệt là con Speed Triple 1200RS. Đó. Và có những mẫu xe để mà Yến giới thiệu mọi người nữa. Rồi có luôn cả Harley nè, KTM nè, bên kia nè, thấy mọi người. Thấy không? Mọi người thấy không? Xe vừa mới dơ vơi đi bớt để mà đi test drive rồi đó. Đó, đông lắm. Nè, em quay cho mọi người thử để em zoom cho mọi người. Zoom gần đó là xe mọi người nè. Để đứng ở bên kia về phân khối lớn á, thấy không? Trời ơi, tao nói quá trời quá đất luôn. Rất đông luôn. Thì sự kiện hôm nay á, tụi Yến sẽ kết hợp với ba hãng. Có KTM, có Triumph, có Harley. Với thêm một cái hãng nữa là Husqvarna nữa. Ưu đãi của những cái anh, những khách hàng nào mà muốn mua xe hoặc là chốt xe trong ngày hôm nay, ngày 14 và ngày 13, 14 thứ bảy chủ nhật tuần này tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu thì có ưu đãi rất là ok nha mọi người. Ưu đãi sẽ lên tùy theo chiếc nha. Và có anh chị em làm chốt liền thì Yến sẽ làm giá đẹp luôn. Ở đây có những cái xe gì thì đây, đặc biệt Bonneville T100 2025, SRAM L1200 bản X. Rồi, à thêm có chiếc nữa là chiếc Tiger Sport nè, 850. Đó, xe test drive. Có người dẫn cho anh em luôn nha, anh em phải mặc rồi. Không, nếu mà muốn test drive ở tại đây á, thì anh em nhớ mặc quần dài, mang giày giùm Yến nha. Và sẽ có một bạn sẽ dắt mình để đi test drive. Đó, đây mấy anh em đi test drive về nè. Đây nè. Thấy không mọi người? Đó. Nhiều lắm. À, ở trong đây, ở trong đây Yến có cả để dắt anh em vô đây. Trong đây thì bán đây nè, KTM Husqvarna bên đây. Bạn đăng ký dạ. Ok ok, chút nữa nha. Đó, bạn đăng ký sẽ ở đó. Còn trong đây là bán áo quần thì là gồm có nhiều lắm nha mọi người. Đó, có KTM, à có đây chị Thi nè, mấy bạn sẽ hỗ trợ, có bạn Ái nữa nè, đó, bán áo quần. Rồi, Triumph, Husqvarna đang giảm nè, KTM nè, quá trời luôn, cả đồ Harley nữa. Trời ơi, nói mọi người quay, đông lắm, bây giờ đang mơi bớt rồi đó. Chứ sáng giờ là không có thời gian để làm clip cho mọi người xem luôn, nhưng mà bây giờ Yến sẽ tranh thủ thời gian rảnh một chút xíu nè, để làm clip cho mọi người. Quay ra đây, bên KTM, Harley rồi này kia nhiều. Sáng giờ là đông vui. Nô anh, mình xem xe anh. Hả? Test drive được chưa? À nãy giờ anh chạy. Ủa? Chạy thử dòng nào chưa? Rồi, chạy hai chiếc rồi. Chạy hai chiếc rồi hả? Rồi nhiều hơn. Anh xem nha, uống cà phê nha. Trong đây có cà phê. Dạ, đó, Harley thì đây có những xe. Hello. Đây, Bonneville T100. Rocket. Riêng nha, dòng Rocket nha, anh chị em làm chút hai ngày hôm nay thì sẽ được giảm hơn 200 triệu. Đó. Anh muốn test drive hả anh? Chiếc gì anh? Speed 400 đúng không anh? Anh thử không? Anh đứng đợi xíu nha, sẽ có một bạn dắt anh nha. Rồi. Anh lấy nón nha. Đó. Nhớ ra đây nha. Anh sao anh? Anh chạy con gì? Dạ chạy con Speed 400. Okay, cả dạ, đi chung với anh luôn, anh dắt luôn đúng không? Đó. Mọi người nha, nhớ nha, tới số 642 Phóc Cà Phê. Đây, Phóc Cà Phê. Phóc Coffee. Nó Phóc Cà Phê quen rồi rồi. Anh chị em nào muốn test drive và xem tất cả các mẫu xe của nhà Triumph mà không tại Triumph luôn nha, thì hãy liên hệ ngay trực tiếp với Yến để mình chiêm ngưỡng xe và liên hệ với Yến để mình xem và test drive cái dòng xe. À, một điều đặc biệt nữa, nói nãy giờ quên, bên Yến có dịch vụ service ngày hôm nay để đi làm bảo dưỡng, bảo trì tại đây luôn. Service sẽ nằm phía bên đây.
cái xe nằm đây nè. Đó, có kỹ thuật đi theo để làm xe cho mình luôn. Thì anh nói luôn nha, anh em nào, anh các em biker Triumph mà ở khu vực Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Mỹ, hãy tới ngay Coffee để làm xe luôn nha. Làm service mà anh chị em nào mà bận quá không đi lên Sài Gòn được á thì hãy liên hệ với Yến. Rồi để Yến bút lịch làm xe cho mọi người nha. Muốn thay dầu nhớt, muốn thay gì đó hãy alo với Yến luôn. Cần gì cứ nhắn Yến trước, để có nhiều khi là mình linh động mình ship hàng xuống để gắn và thay cho mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip. Bye mọi người.